Ngày 6 tháng 9 vừa qua, một lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết hiện đơn vị đã nắm được thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc một người trên xe container dùng dao uy hiếp tài xế xe khách trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Theo đó, ngày 6 tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh xe container chặn đầu xe khách trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Một người đàn ông bước xuống từ xe container, tay cầm dao dài, liên tục chửi bới, dọa chém tài xế xe khách. Người này sau đó dùng dao đập vào kính xe khách rồi vung tay chém mạnh làm rớt gương chiếu hậu xe khách. Một lúc sau, người này mới chịu lên xe chạy đi. Video ghi lại sự việc diễn ra khoảng hơn 5 phút ngay trên cao tốc và trong video, tài xế có đọc biển số được cho là của xe container 51C57398. Vụ việc khiến hành khách trên xe hoảng sợ và giao thông bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin để gửi đến quý vị trong các bản tin lần sau.